Ta muốn mạnh đến mức không ai dám phản bội ta nữa. Tôn Ngộ Không, Như Lai Đại Thần, Đường Tam Tạng, Sát Tâm Đại Thần, Như Lai Sát Tâm, Ngộ Không lòng mang chính nghĩa, có thể giúp ngươi tới Tây Thiên. Chỉ có mỗi ham muốn giết chóc quá nặng, nếu có một ngày bị kẻ có ý đồ lợi dụng, hy vọng kim cô này sẽ là vụ hộ mạng cuối cùng của ngươi. Ngộ Không tiến bộ rất nhiều, hắn đã biết cách khống chế bản thân, khống chế dục vọng, hắn đáng được tin tưởng. Đừng đề ra nữa, đeo vào xong, bỏ lên đường thôi. Chúng ta đã là thầy trò, thì ta sẽ tin con, tin vào lòng chính nghĩa của con. Tay hành kỹ, cung kỳ địa động. Bảo quân. Hết đêm nay là mọi người được tự do rồi. Bách Nhãn Ma Quân lúc nhỏ, lên. Tại sao không tự lượng sức? Mọi người cùng lên đi, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Hắc Ti lúc nhỏ, Bạch Xà lúc nhỏ, chúng ta không cần đường lui nữa. Mọi người đừng bỏ cuộc. Đường lui. Xin lỗi, ta đã bán đứng ngươi. Tại sao? Bách Nhãn, xin lỗi, chỉ với mấy người chúng ta không thể đánh lại hắn. Ta không muốn chết chung với ngươi. Đó mới là cách làm thông minh. Kẻ thức thời mới sống được. Bắt chúng cho ta. Chấp nhận số phận đi. Ta tin tưởng ngươi như vậy mà ngươi lại phản bội ta. Lòng tin rất mong manh, chỉ mỗi khống chế mới có sự trung thành tuyệt đối. Bổn vương có thể cho các ngươi lựa chọn, làm nô lệ của ta hay tiếp tục chống đối ta. Quyết không chấp nhận số phận. Sao cơ? Ta chọn thay thế ông.
Không thể nào. Tha cho ta, ta có thể làm bất cứ việc gì cho ngươi. Vậy thì chết đi. Kẻ bắn đứng ta chỉ có kết cục này. Từ nay về sau, ta phải thanh lọc thế giới này. Quá chậm, quá chậm. Bắt thêm thợ cho ta. Phải xây xong ma khí trước lúc trăng tròn. Đó sẽ giúp ta tạo ra một đất nước không có sự phản bội. Trấn nhân gian. Sư phụ, chỗ này bất thường quá. Ta cũng thấy vậy. Luồng yêu khí này khác trước kia. Để con đi quét sạch trước. Nếu là kiếp số vận mệnh an bài thì sau cùng vẫn phải đối mặt. Phải tùy ngươi. Dọc đường đánh bao nhiêu là yêu quái, tới trốn nhân gian, bát giới mãi cũng được ngưng. Mau chạy đi, yêu quái đến rồi. Ông chủ, vội thế sao? Ba ngày đã đóng cửa à? Yêu quái. Lại con này. Ta nghe tới ngàm tai rồi. Vòng kim cung. Ông chủ, bọn ta không có ác ý. Sa Ngộ Tịnh, người đứng đây nghỉ lát đi. Cảm phiền cho thêm nải chuối. Bầu trời cả trấn này mây đen phủ kín, tụ chứ không tan. E là có đại yêu tác quái thật. Lại muốn đánh yêu quái. Khi nào mới tới bị dớ được đây? Ban nãy gian người trong trấn nói bắt thợ gì đó. Chắc đó là mục đích của đám yêu quái kia. Sư phụ, sư huynh, họ rất khác lạ. Bình tĩnh đi. Hai nữ tử này trông rất đáng nghi. Nữ tử. Xin lỗi, con thừa nhận khí chất xuất chúng của mình khó tránh sẽ khiến mấy nữ tử đó thầm ngưỡng mộ. Hắc ti, đầu heo chết tiệt. Nhìn gì mà nhìn. Thái độ lạnh lùng quá. Giọng hay quá. Hai vị nữ thí chủ, giờ trấn này rất nguy hiểm, mau rời khỏi đây đi. Xin lỗi, sư đệ ta không khéo ăn nói. Ý hắn là lỡ mà bị yêu quái bắt, nhốt ở nơi lạnh lẽo tối tăm nào đó, đầy chuột bọ rắn chết, chịu đủ giày vò thì tội lắm. Ngươi lo thân mình trước đi. Hai vị cô nương chắc không hiểu lắm. Bạch xà, thực ra thân phận thật của ta là hành chủ Cự Trư Sơn Thành, kẻ lợi hại nhất trong yêu quái đại đạo. Yêu quái kìa, cuối cùng cũng tới. Ngộ Không,
đừng phá quán trọ của người ta. Dạ biết. Rõ ràng là chúng phá quán trọ. Mấy con tiểu yêu thôi đã làm trấn nhân gian không được yên ổn. Quán trọ của ta. Khỏi cảm ơn. Có Tôn Ngộ Không ta ở đây, đảm bảo đám yêu quái này không thể bắt ai đi. Thì ra heo cũng xấu được như vậy. Mũi tên có độc. Yêu nghiệt phương nào lại dám đánh lén lão trơ ta. Đúng là bọn ngu, dám cản trở việc của ta. Hậu quả nghiêm trọng lắm đấy. Quá đáng quá mà. Ta tưởng hai người thầm mến ta, nào ngờ lại ngầm tấn công ta. Xem ra đám tiểu yêu kia là các người đưa tới. Tại sao phải bắt số thợ đó? Không phải việc của người. Ta khuyên các người đừng lai chuyện bao đồng. Mở đi đi. Sư phụ, đừng phí lời với họ. Lắm là lắm lét. Chỉ mấy trò phật phảnh này. Đại sư huynh để ý tí đi. Muốn chạy. Ta tốt bụng khuyên các người đi đi. Đừng có mà không biết tốt xấu. Cô đánh lại ta hẳn nói. Ngộ Không, đánh yêu quái đâu phải giỡn nha. Sư phụ không đền nổi nữa rồi. Cẩn thận ta niệm chú Kim Cô. Tên hòa thượng thú vị thật. Vốn là không định ra tay, nhưng các người chọc giận lão trư thật rồi. Sư phụ, bên kia. Chán sống. Mỹ Nhân, có việc gì tốt thì nhắm vào lão trư này. Thứ âm binh dữ quá. Đừng kích động, có gì từ từ nói. Đầu heo chết tiệt biến đi. Hôm nay là ngày chết của cô. Người ép ta đó. Thú vị. Vậy thì chiến tiếp. Quả nhiên là cái tên không biết điều. Vậy đừng trách ta không khách sáo. Đáng ghét. Quán trò chật quá. Chịu chết đi. Đó giờ ta không bắt nạt con gái. Cơ mà nếu nghiêm túc thì cô chưa chắc là đối thủ của ta đâu. Tình hình bất ổn. Lần sau ngươi không may mắn thế đâu. Trả ngươi. Bất phả rồi. Bác giới, Ngộ Tịnh,
giải quyết số yêu quái còn lại. Dạ thưa sư phụ. Đừng chạy nhanh vậy, ta sẽ đuổi kịp cô thôi. Đồ heo chết tiệt, đúng là khó xử. Giờ không rảnh giằng co với ngươi. Chờ ta. Lạ ghê, sao trời đất quay cuồng vậy nè. Không ngờ độc tính lâu thế mới phát tác. Con gái thật khó theo đuổi mà. Ngộ Không, gây rồi. Ngộ Không dễ kích động, dở đâu đã thương người vô tội. Còn muốn chạy? Cẩn thận người dân. Gậy kim cô. Nổ ý. Ngộ Không còn dám chạy, đừng đuổi theo nữa. Hiện giờ bảo vệ người dân quan trọng hơn. Thả cô ta đi vậy sao? Bọn yêu quái này dám làm việc ác ở trấn nhân gian, đương tay với chúng ác sẽ rước thêm nhiều phiền phức. Nếu quái vẫn có lòng thiện thì không cần phải đuổi cùng giết tận. Nhưng cứu mạng. Cứu mạng. Đừng mà. Đón lấy. Xong xuôi. Sư phụ, ở đây cả rồi. Đi xem người dân bị thương thế nào. Nơi này có yêu quái làm loạn phải không? Ta là thầy bác yêu quyền chính ở thành Trường An, cất công tới đây hàng yêu trừ. Quyền chính sư huynh. Quyền chính, Đường Tam Tạng sư đệ. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Bao nhiêu năm rồi, sư đệ vẫn có khí chất xuất chúng. Sư huynh cũng vẫn như trước. Sư phụ, đây là sư huynh mỗi lần đánh nhau xong mới ló mặt ra, người thường nhắc phải không? Ngộ Không, đừng nói bậy. Không sao, ta tới cứu người trị thương. Bây giờ là vừa đúng lúc. Thứ gì vậy? Đây là thuốc ta vừa điều chế, cho chân rết, đầu gián, thạch sùng khô để lên men nửa tháng, xong nghiền thành bột, rồi ngâm trong dịch tiết của trắng 7-7-49 ngày. Thứ gì vậy? Thối quá. Ngươi, ngươi đừng qua đây. Uống nửa lọ là sẽ mau chóng lành vết thương. Ta không. Cái rắc rối thật sự là bọn tiểu yêu. Để xem chỗ này. Đám yêu quái này bị đóng dấu xong thì trở nên tàn bạo hung hãn. Chắc là bị Bách Nhãn Ma Quân khống chế. Bách Nhãn Ma Quân, hắn là đại yêu ở cùng kỳ địa động. Nhà đồn, một khi bị hắn khống chế thì không cách nào phá giải. Họ ở những trấn này bị yêu quái bắt hết. Chuyện này chắc chắn liên quan đến hắn. Con trai ta cũng bị yêu quái bắt mất rồi. Chỉ còn lại người già, người bệnh, phụ nữ trẻ con. Đám yêu quái đó cứ dăm ba hôm lại vào trấn bắt người. Nếu mà chống trả sẽ bị thẳng tay cắn chết. Không ai chạy thoát được. Mọi người chỉ đành chờ chết. Xin Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư diệt trừ Bách Nhãn Ma Quân, cứu người thân của bọn ta ra. Giúp bọn ta với. Cứu bọn ta với. Cứu bọn ta với. Đại Pháp Sư, giúp bọn ta với. Cầu xin Đại Pháp Sư. Cha con bị bắt đi rồi.
Mọi người không cần lo sợ, ta là thầy bác yêu quyền chính ở thành Trường An, có công tới đây hàng yêu trừ ma. Nơi nào có ta, chắc chắn mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp. Thôi đi, Quỳnh chờ đánh nhau xong hẳn ra mà cúng người trị thương. Cảm ơn đại pháp sư. Tốt quá, không cần khách sáo. Sư phụ, phải tiếp sau đây chúng ta nên làm sao? Mọi người cứ việc yên tâm. Theo như ta theo dõi trong thời gian dài, điện Hoàng Hoa cách đây không xa, có lẽ sẽ tìm được manh mối. Từ lâu đã nghe thiên giới bảo bọn Đường Tam Tạng tới bị giới lấy ngọn lửa vĩnh hằng. Tên người phàm Đường Tam Tạng còn con, sao lại có bản lĩnh này? Nhưng đồ đệ hắn toàn đại yêu, trong số đó có con hồ yêu, sức chiến đấu rất mạnh, bọn ta hoàn toàn không phải đối thủ. Sức chiến đấu rất mạnh, vừa hay có thể làm việc cho ta. Thuộc hạ xin đi bắt hầu yêu cho ma quân. Tốt lắm, chờ ma khí xe xong, ta sẽ trở thành chủ nhân của cả yêu quái đại đạo. Và lúc đó đại yêu hùng mạnh sẽ trở thành vũ khí sắc bén để ta tấn công thiên giới. Chỗ này u ám quá, không có mai phục đấy chứ. Nếu đệ sợ thì về một mình đi. Chờ, chờ ta. Tích cực đi hàng yêu trừ ma thế, đúng là đáng khâm phục. Ở đây yêu khí rất nặng. Nên đi theo mọi người thì hơn. Đằng nào có chết thì cũng không chỉ mình ta chết. Mọi người đừng đi nhanh thế chứ. Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Chẳng qua là bọn chuột bò rắn rết không dám ra chỗ sáng, không phải ngạc nhiên. Bên kia sư đệ, đệ có thấy không? Bác giới sư huynh đừng căng thẳng quá, lẽ nào ta hoa mắt? Yêu quái kìa. Không ngờ con heo mập như đệ mà chạy cũng nhanh nhẹn gớm. Vô duyên, ta dùng khinh công đó. Huynh hiểu gì? Ngộ không, đừng càng trở. Ta đoán lối vào cùng kỳ địa động có thể là ở đây. Mọi người chia ra tìm đi. Hoa quả tươi ngon quá. Lão Trừ đang đói đây. Có cơ quan, mọi người cẩn thận. Trùng hợp vậy, mọi người cũng bị treo lên.
Đừng có nấp. Đang tìm ta sao? Là cô, lại gặp nhau rồi. Đừng nôn nóng. Những thứ này là chuẩn bị riêng cho các người đó. Từ từ tận hưởng đi. Lại là bọn yêu quái tởm lợm này. Mau biến đi. Khỉ thối, lúc đại quỳnh cố ý đâm vào ta phải không? Cuối mà. Lối vào quá kín kẽ, cứ tìm thế này cũng không ổn. Bắt hắn cho ta. Ngộ Không, cẩn thận. Đại sư huynh bị bao vây rồi. Xem ra là nhằm vào ta. Dáng vẻ cô ấy đánh đấm trông đẹp quá. Đến bắt ta đi. Bắt ta đi. Quỳnh làm trò gì thế? Tạo cơ hội cho đệ. Hầu yêu, ta không tha cho ngươi đâu. Lần này ngươi chắc chắn không thoát được đâu. Chuyện gì vậy? Có nhận nhầm ngươi rồi. Khỉ ở bên kia. Lại gặp nhau nữa. Khỉ thối, còn giả bộ. Ta không phải khỉ thối. Nhầm ngươi rồi. Đợi đã. Sư phụ cứu con. Bát giới. Con chắc đây là lối vào cùng kỳ địa động. Hơi thở của bát giới sư huynh quả thật đã biến mất từ đây. Nhảy xuống xem là biết ngay mà. Ta nghĩ chuyện này phải bàn tính lâu dài. Dù gì không ai biết hang ma này nguy hiểm cỡ nào, đúng chứ? Hay là chúng ta tìm thêm trợ thủ, đúng chứ? Hoa quả ai vứt bừa thế này? Tích cực đi hàng yêu trừ ma thế, đúng là đáng khâm phục. Ta phải nói sao cô mới tin? Chi bằng cô kiểm tra kỹ lại đi. Ta không ngại đâu. Tránh ra. Nguy quá, nguy quá. Không hay. Đáng ghét. Khỉ thối, mau biến lại đi. Ta cho ngươi biết mùi này. Phía trước hình như có ánh sáng, chắc sắp tới lối ra. Này là Ngộ Không, giúp sư phụ đi. Ngộ Tịnh, sư phụ, chắc là nước mũi của bát giới sư huynh. Sư phụ, người không sao chứ? Những tưởng trong cùng kỳ địa động là địa ngục đáng sợ tối đen. Sư huynh đâu? Có yêu quái. Giọng yêu quái này sao quen tai thế? Là Huyền Chính sư huynh.
đầu chết mất. Sư huynh, không sao chứ? Mọi người phải cẩn thận, ta mới bị yêu quái đánh lén. Chúng ta men theo con đường này, chắc sẽ tìm được bát giới sư huynh. Mọi người, mau xem đi, ở đây có nhiều loại cây kỳ lạ quá. Không ngờ hang ma lại là chốn bồng lai tiên cảnh thế này. Dưỡng lão tại đây cũng tốt lắm. Sư huynh có nói bát nhãn ma quân cực kỳ nguy hiểm, ta lo bát giới lành ít dữ nhiều, phải mau mau đuổi kịp họ mới được. Đã tìm được địa động rồi, hai đứa con đại náo một phen, ép bách nhãn kia giao ra bát giới là được rồi. Nếu làm vậy thì sợ là sẽ phải lên người vô tội. Còn có kẻ nào tới nạp mạng ư? Tới đây. Chuyện gì thế này? Hôi quá. Mọi người xem, có khi nào trừ bát giới xả khí hôn cho bọn tiểu yêu này ngất xỉu, để lại manh mối cho chúng ta? Tôi rồi, không đủ nhiên liệu. Con heo chết bầm vừa khối vừa nặng, xem ra là bắt nhầm thật. Đáng ghét, bị con khỉ thối chơi một vố rồi. Có điều chỉ cần có con heo này thì vẫn còn cơ hội bắt bọn chúng. Mùi của bát giới sư huynh tới đây là mất. Không cần lo, ta là thầy bát yêu khuyên chính ở thành Trường An, nhất định sẽ giúp mọi người tìm ra manh mối mới. Bây giờ mình phải làm sao? Mọi người mau xem đi, đây là vết máu của bát giới sư huynh. Thường thì phá giải manh mối này phải tốn 3 ngày 3 đêm, có điều may mà có ta, 2 ngày là giải quyết xong. Mọi người tăng tốc, kẻo bát giới gặp chuyện chẳng lành. Các người không tìm hiểu manh mối sao? Bọn ta hiểu con heo đó. Người kiểm máu mũi của mình lại được không? Ta chỉ nói thêm có vài câu, ai ngờ cô ra tay mạnh bạo thế. Ta còn phải tới bị giới lấy lửa, cô bắt ta sẽ hỏng việc lớn mất. Im coi. Cái hạng đê hèn như ngươi cũng xứng tới bị giới lấy lửa, nực cười thật. Sư phụ ta là người mang thiên mệnh trong truyền thuyết, đại sư huynh ta càng là, chỉ có bách nhãn đại nhân mới là người mang thiên mệnh thật sự. Luôn miệng bách nhãn, xem ra trong lòng cô vị trí của hắn không tầm thường ha. Mắc mớ gì ngươi? Không ngờ mình lại ở đây nói nhảm với một con heo. Cảnh sát nơi này biến đổi khôn lường, làm người ta mở mang tầm mắt thật. Mất mùi của bác giới sư huynh rồi, đằng trước cũng không còn đường nào khác. Manh mối đã đứt, nếu đã vậy xem ra chỉ đành phá hang ổ của yêu quái này thôi. Ta không tin hắn không thả người. Khoan, Ngộ Không, nếu tùy tiện phá hoại ác sẽ gây hậu quả không thể cứu vãn. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Sư phụ, sư huynh, mọi người qua đây xem đi. Đây là mảnh áo của bát giới, ra là đi đường thủy. Giờ chỉ có nước bơi qua thôi. Ngộ Không, đợi đã. Sông ngầm nguy hiểm, hiện cũng không có thuyền. Vì sự an toàn của mọi người, hãy tìm thử đường khác xem. Sư đệ, sư đệ, không cần lo. Tương truyền lá chuối ở Cùng Kỳ có thể chở ngàn cân. Sư huynh, cái này nó thật sự không cần cảm ơn, đây là điều sư huynh nên làm. Không ngờ một chiếc lá nhỏ mà bước lên cứ như thuyền vậy. Vậy mà lại không chìm thật sao? Ý ta là tất nhiên rồi, lá ở Cùng Kỳ có thể chở ngàn cân mà. Sư phụ, mau lên đi, lá chuối này quả thực rất an toàn. Tiêu rồi, mình không biết bơi. Hết cách rồi, không thể mất thể diện trước mặt đồ đệ. Sư phụ cẩn thận. May mà có ta ở đây, là thầy bắt yêu nổi tiếng nhất thành Trường An. Thứ này không vấn đề gì thật chứ? Ta chưa lên mà.
Chờ ta với. Sư phụ, người ổn chứ? Sư phụ, tất nhiên là không sao. Sư phụ, dưới nước có thứ gì đó, thấy lâu rồi. Không hay, Ngộ Tịnh thuộc tính cát, không thể chạm nước. Ngộ Tịnh, tăng tốc tiến lên. Phía trước có tháp. Sư phụ, có ngã rẽ. Không được. Sư phụ, người muốn làm gì? Con xem, là manh mối của bác giới. Người vào Ngộ Tịnh dù không biết bơi sẽ chết đó. Để cứu bác giới không còn thời gian do dự nữa đâu. Không phải người luôn bảo con đừng kích động sao? Con tránh ra. Ta có linh cảm, chỉ con đường này mới có thể cứu bác giới. Ngộ Tịnh, mau. Sư phụ, tỉnh lại đi. Rõ ràng không biết bơi, suýt là người chết đuối đó. Sư phụ, đây là đâu? Hàn khí này rất lạ, không phải động băng bình thường. Vậy chúng ta mau đi cứu bác giới. Cứu bác giới, cứu bác giới. E rằng bác giới còn chưa cứu được thì người đã ngắt ngoải trước rồi. Người kệ đi, để con đi. Đó rất có thể là cái bẫy. Sư phụ phải bảo vệ các con an toàn. Người chỉ là một người phàm, con không thể đảm bảo lần nào cũng cứu được người. Nhưng ta là sư phụ các con. Đây là trách nhiệm của ta. Lại thế. Ngưng ngoan ngoãn, ở đây đi. Đây là đâu? Lạnh quá. Đợi đã, đừng bỏ lại ta. Không bao lâu nữa, bọn Đường Tam Tạng sẽ truy vết tới đây. Lần này chắc chắn không chạy thoát đâu.
chết tới nơi rồi, còn không biết. Chỉ cần vào nhà giam Động Băng thì ai trong các người cũng đừng hòng sống sót trở ra. Sư phụ, mời tới cứu con. Giao cho con đi. Nếu hành động lỗ mãng, có thể sẽ rơi vào bẫy lần nữa. Là người kiên quyết đòi tới, mà cản con cũng là người. Suốt cuộc muốn con làm sao đây? Cuối cùng các người cũng tới, chờ các người lâu lắm rồi. Đừng ngại ngùng, xuống đây đi. Tới đúng lúc lắm. Ngộ Tịnh, nơi này giao cho con. Sư phụ mau tới cứu con. Sư phụ, cẩn thận. Xem cô còn trò gì, lại dám xem thường ta. Khỉ thối, ta xem lần này ngươi né thế nào. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Đường Tam Tạng, nghe nói Đại Yêu Tôn Ngộ Không là đồ đệ ngươi. Phòng Kim Cô là các người khống chế hắn sao? Ta không cần khống chế nó, bọn ta là đồng đội kề vai tác chiến. Quả nhiên hệt như lời đồn, giả tạo, nực cười, ngu ngốc. Cú đấm phong ấn. Tôn Ngộ Không ở trong tay ngươi chẳng qua là tay sai của thần tiên. Nếu làm việc cho ta, sẽ có thể đạp thần tiên dưới chân, thay thế bọn chúng. Ngộ Không lòng mang chính nghĩa, đây không phải là điều nó muốn. Luôn miệng nói chính nghĩa, người phàm nhỏ bé sao hiểu được khát khao sở hữu sức mạnh của yêu quái. Ngộ Không khác các ngươi. Những tên thánh nhân tự cho mình đúng, chờ ta lần lượt giết hết các người. Sư phụ, bỏ sư phụ ta ra. Nếu không có Tôn Ngộ Không thì người mang thiên mệnh như ngươi có thuận lợi tới bỉ giới được không?
là ngươi cần hắn, chứ không phải hắn cần ngươi. Sư phụ! Bách Nhãn đại nhân, động băng sắp sập rồi, ngài mau đi. Tôn Ngộ Không, đáng tiếc thật, chỉ đành tìm đại yêu khác thay thế ngươi. Sư phụ! Bác giới sư huynh, huynh nên giảm cân đi thôi. Nguy quá, nguy quá. Sư phụ, sư phụ, người sao rồi? Sư phụ, vẫn ổn chứ? Con lên trước tìm đường ra. Chúng ta cũng đi tìm chung đi. Sư phụ cẩn thận. Những kẻ này hình như là tộc nhân trước đây của Bách Nhãn Ma Quân. Bởi do oán hận, Bách Nhãn đã nhốt họ ở đây mãi mãi. Nơi này không có lối ra nào hết. Đáng ghét, không ngờ lại chết trong tay ả. Ta chưa chết. Nơi này là sư đệ, nơi này là sào huyệt bí mật của Bạch Xà. Mọi người vừa qua sông không lâu thì ta bị yêu quái vây đánh, may mà Bạch Xà cô nương tới kịp. Là cô ấy sớm đã biết Bách Nhãn nhập ma. Bao nhiêu năm qua, cô ấy chỉ có thể âm thầm giảm bớt đau đớn cho số tiểu yêu này và mong mỏi có người tới ngăn cản tất cả mọi việc. Thế mà lại bị Huyền Chính sư bá nhanh chân giành trước. Bác giới sư huynh, này là trọng tâm sao? Theo như Bạch Xà nói, ma khí mà Bách Nhãn Ma Quân say có thể giúp hắn khống chế toàn bộ yêu quái đại đạo. Khi đó, thế gian sẽ phải chờ đón tai họa tận thế chưa từng có. Ma khí sẽ được khởi động vào lúc trăng tròn. Bây giờ, chỉ còn một canh giờ. Sư phụ, lần này e là cực kỳ nguy hiểm. Người ở lại đây, con đi xử lý. Không được, với thương của người chưa khỏi, chẳng lẽ lại muốn đi nộp mạng? Lúc đầu đã chọn cùng nhau lên đường thì đã là sống chết có nhau. Người là sư phụ, không lý nào lại để các con dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Còn bản thân ta thì nắp đi. Sát tâm Như Lai nói con bảo vệ người tới bị giới, con không muốn bỏ hết công sức trước kia đâu. Ngộ Không, ý ta đã quyết. Vậy thì tùy người. Lại thế nữa, đại kim cung uy lực cực lớn, nhớ là phải khắc chế sát tâm, đừng lạm dụng. Ma Quân đại nhân, ma khí đã xây xong, bọn Đường Tam Tạng và Tôn Ngộ Không cũng đã bị chôn vùi.
tất cả mọi người sắp biết được ai mới là người mang thiên mệnh thật sự, thay đổi hoàn toàn thế giới này là chuyện làm người ta hưng phấn biết bao. Ta đã chờ quá lâu rồi. Xem ra vừa kịp lúc. Khống chế tất cả, thống trị tất cả. Ta là chủ của vạn vật. Muốn không? Lại cướp đi. Theo ta. Còn bọn ta nữa. Ta không cho phép bất kỳ ai phá kế hoạch của ta. Ngộ Không, cẩn thận. Sao cơ? Ngón trỏ vạch vảnh này sao là đối thủ của ta được? Tôn Ngộ Không, ta xem ngươi còn phênh pháo được bao lâu. Đáng chết. Làm tốt lắm, Ngộ Tịnh. Giết chúng. Tôn Ngộ Không, đối thủ của ngươi là ta, phải qua ải của ta trước. Thôi xong, khó giải quyết quá. Ngươi không ngăn được Bách Nhãn đại nhân đâu. Ngươi cứ ở đây đi. Đi đi, tới trấn Nhân Gian mặc sức giết chóc, cùng với ma khí quét sạch yêu quái đại đạo. Đó là sự khống chế hoàn hảo triệt để nhất, phá hủy toàn bộ, rồi tự tay xây dựng một thế giới hoàn toàn mới. Ta muốn trở thành đấng sáng thế, được vạn thế quy bái. Thì ra đây mới là mục đích thật của hắn. Mau chạy đi.
Mau chạy đi. Bồ Tát phù hộ, cầu xin người, cầu xin người. Ngộ Tịnh, ngăn cản đám yêu quái kia đến nhân gian lạm sát người vô tội. Dạ. Lý nào lại thế? Đại sư huynh thành công rồi. Một khi ma khí khởi động thì không ai dừng được. Không đúng, dung nham vẫn phun trào. Sư phụ, giờ phải làm sao? Bác giới, theo ta. Linh khí tập kết, để thế giới này dục hỏa trùng sinh, lẽ nào không tốt sao? Nghe không hiểu người đang nói gì. Đại yêu tuyệt thế như ngươi lại bị một người phàm kèm kẹp gia nhập phe ta, ta có thể tháo kim cô cho ngươi, cùng ngươi xưng bá yêu quái đại đạo. Không cần. Hắn là người, ngươi là yêu, hắn chỉ coi ngươi là súc sinh thôi. Ngươi còn lắm lời thì giờ ta giết ngươi. Tôn Ngộ Không, xem ra chiến đấu mới là bản tính của ngươi. Ta sẽ không để bất kỳ ai ngăn cản Bách Nhãn đại nhân. Yêu quái đại đạo có biết bao nhiêu yêu quái? Kẻ phiền phức giống như ngươi đúng là hiếm có. Đây mới là dáng vẻ ngươi nên có. Ngộ Không, tới đây, nghe con tìm ngươi mách bảo. Giết ta, im mồm. Số cuộc ngươi có âm mưu gì? Ngươi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, sao lại cam lòng là một con chó phải trui, xin chủ lòng thương trước mặt Đường Tam Tạng chứ? Ta và Đường Tam Tạng không đến lượt ngươi chia rẽ. Thử nhận đi, Đường Tam Tạng chưa từng thực sự tin ngươi. Ra tay đi. Mau, ra tay. Thứ gì đã chui vào đầu ta? Đau quá. Vòng kim cô là cách Đường Tam Tạng khống chế ngươi. Ngươi muốn lừa người chối mình đến bao giờ? Ngươi không muốn để tất cả mọi người nhìn thấy Tôn Ngộ Không mạnh cỡ nào sao? Giải phóng đi. Đó mới là con người thật của ngươi. Thần tiên mượn danh chính nghĩa thuần phục ngươi, lợi dụng ngươi, mà ngươi lại phân lời thế, cam tâm tình nguyện bán mạng cho chúng.
Im đi, ta là yêu quái mạnh nhất. Trên đầu ngươi nào phải phòng kim cô? Rõ ràng là dây xích chó kiềm hãm ngươi. Thần thiên không thể nào ngăn ta. Ngươi đã bị ức chế quá lâu, nhẫn nhịn quá lâu. Bây giờ, cuối cùng ngươi đã có thể phê làm lại chính mình. Ta chính là ta. Ta là Tây Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Là đại sư huynh. Đại sư huynh nổi điên rồi. Giờ cô chạy còn kịp đó. Coi chừng gương mặt xinh đẹp của cô. Bát giới. Không hay. Đại sư huynh mất ý thức rồi. Giết hắn. Ngộ Không. Đường Tam Tạng, hoặc là giết hắn, còn không là bị giết. Ngộ Không, giữ vững tinh thần, đừng để bị mê hoặc. Sư phụ. Sư phụ, mau, mau niệm chú kim cô. Gây rồi. Sư phụ, đừng nghĩ nhiều vậy nữa. Giờ chỉ có chú kim cô mới khống chế được quân ấy. Giết Đường Tam Tạng là ngươi tự do. Ngộ Không, mong là chú đuổi ma có thể giúp con. Ngộ Không, sư phụ sẽ cứu con ra ngay. Ta đang yên đang lành, không cần ai tới cứu. Chờ ta. Người chưa bao giờ thực sự tin tưởng ta. Dù ta có làm gì thì trong mắt người cũng đều sai. Con không làm sai chuyện gì. Ta luôn biết mọi việc con làm đều vì bảo vệ ta. Ngộ Không, ta tin con. Dù ta có chết cũng quyết không dùng phòng kim cô. Tới đây đi. Sao có thể lại dám lợi dụng ta? Cho ngươi nếm mùi sức mạnh cậy kim cô. Yeah.
Phá! Dị tượng nguyệt thực, ta là chủ cung kỳ địa động, là đấng sáng thế. Ta muốn mạnh đến mức không ai dám phản bội ta nữa. Sư phụ giúp con một tay. Ngộ Không, ta giúp con. Chú ám hồn thoái lui. Đừng làm hại ma quân đại nhân. Tại sao lại tới nạp mạng? Ma quân đại nhân, tại sao? Bởi vì thích ngài. Chạy mau, cứu mạng, chạy mau, cứu mạng. Vừa rồi mới khống chế tiểu yêu ở ngoài, xem ra tình hình bên này tồi tệ hơn. Sư đệ, đập nát nham băng ngàn năm bên trên là kìm được dung nham, đó là cách duy nhất. Phải chẳng phải nộp mạng sao? Tưởng là đề khó gì chứ. Giao cho con. Ngộ Không, muốn kiểm soát sức lực chỉ có thể dùng nắm đấm. Ah!
Con ta. Xem ra họ đã thành công. Được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Giam băng ngàn năm cứng không gì bằng. Hàn khí của nó có thể ăn mòn yêu lực. Tôn Ngộ Không không cảm nhận được hơi thở của sư huynh nữa. Nên là đại sư huynh, không thể nào. Chắc chắn là hàn băng tạm lấp mất hơi thở của nó. Nó là Tôn Ngộ Không mà. Sư đệ, ta tin nó chưa chết. Không nên để con đi mà. Ngộ Không, giờ sư phụ nên làm sao đây? Ngộ Không, nè, mọi người đang làm gì vậy? Lo cho ta sao? Đùa gì vậy? Ta vốn được sinh ra từ đá mà. Sư huynh, cơ mà lần này quá sức thật. Có yêu. Nó chỉ làm điều ác, không cần phải đuổi cùng giết tận. Đạo Tạng Tâm Kinh, chú trừ ma. Sư đệ, ta định nói lại cùng Bạch Xà xây lại địa động. Mà khi đó nếu sử dụng hợp lý, có lẽ cũng có thể thành bảo vật tạo phúc cho yêu quái đại đạo. Ta hiểu rồi. Hay là để chờ ta cải tạo xong, ta đưa mọi người tới thẳng bị giới được không? Thôi, ý định ban đầu của ta vốn là giải trừ khổ nạn thế gian, mà con đường này đối với ta cũng là tự độ mình. Đa tạ đại pháp sư giải cứu. Mong đại pháp sư thành công lấy được ngọn lửa vĩnh hằng. Đế Thích Thiên, nhóm Đường Tam Tạng đã thuận lợi vượt qua cùng kỳ địa động. Tốt lắm. Đế Thích Thiên, họ ngày càng gần ngọn lửa vĩnh hằng rồi. Ngộ Không, con không muốn phòng kim cô phải không? Sao lại hỏi vậy? Ta có một cách tháo xuống cho con. Đường thân sao? Phải mau lên đi, Ngộ Tình. Bổ nó ra cho ta. Dạ, sư phụ, nè, nè, tránh xa ta ra. Ngộ Không sư huynh, đứng yên nào. Được qua đây, nè, đứng lại.
Ta không biết nếu không có nó ta có thể tới bị giới hay không. Ta chỉ biết đó là đồ đệ ta, Tôn Ngộ Không. Mau theo sát đi sư phụ. Không biết làm sao mà cứ thấy hình như thiếu gì đó. Sư huynh, có phải ăn sáng chưa no? Bảo sao